Thầy giảng từ cuộc đời này nhanh gọn và êm ái như đi vào một giấc ngủ yên vui. Có lẽ thầy không ý thức được rằng thầy đã ra đi trong tháng 11, lúc mà thầy đã tổ đặc biệt không cầu nguyện cách đặc biệt cho các tín nữ đã qua đời. Dù chắc chắn không thể tránh khỏi một vài giây phút ngắn ngủi của đau thương, lạnh lẽo và chia ly, nhưng chắc chắn thầy được rất nhiều người nhớ cầu nguyện, không chỉ trong thánh lễ hôm nay hay trong tháng 11 này mà thôi. Vậy nên thầy cứ yên tâm ra đi bình an, thầy nhé. Thầy ơi, từ đây chúng con và nhiều người khác sẽ không còn được uống rượu nho dòng thánh du xe do chính thầy làm nữa, nhưng chắc chắn hương vị ngọt thơm, nồng nàn và chân thật phát xuất từ tấm lòng tốt lành của người làm và tiếp tục được lưu giữ trong ký ức tốt đẹp của rất nhiều người. Từ đây chúng con đã được nhìn thấy hình ảnh của nụ cười luôn tươi vui, toát lên vẻ hiền lành, không còn được nghe giọng nói ngọt ngào bay bướm của thầy đối với tất cả mọi người có dịp tiếp xúc với thầy, không còn được thưởng thức giọng hát và tiếng đàn du dương của thầy, nhất là tiếng mà có yêu trầm ấm vét lên mỗi khi cúc điện làm cho bầu khí phụ phụ thêm trang nghiêm và sâu sắc. Thầy ơi, đối với chúng con, cuộc đời của một tu sĩ như thầy, một lòng đi chung với Chúa dù trải qua những thắc trầm và thách đố trong thương vọng, luôn hiền hậu khiêm tốn, vui tươi hào hoa yêu đời trong cách ứng xử với mọi người, là gương mẫu cho anh em trẻ chúng con theo. Đối với chúng con, đó là cách thầy dọn chỗ để phục hồi gần. Xin Chúa phục sinh bỏ lòng thương xót và dân một cánh tay từ ái của người chào đón thầy và an kỷ trong chỗ hoan lạc đời đời. Xin thầy thanh thản thầy với Chúa và đừng quên phù hộ cho anh em chúng con. Anh em trong tiền tròn thương yêu tin từ thầy. Nguyện xin thương đến